Rồi lời nói đầu tiên cho em Nhanh xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng của em Nhanh nha. Thì cửa hàng của em gọi là cửa hàng Thành Hợp, cửa hàng chuyên về bán máy động cơ cắt cỏ 2 thì, động cơ cắt cỏ 4 thì, và đặc biệt là bên em Nhanh có cửa cưa xích nữa nha. Tại sao gọi là Thành Hợp mà tại sao gọi là em Nhanh? Đó, Thành Hợp á, là tên của ông xã em và Nhanh là tên của em nha. Đó, thì mấy anh gọi điện lên kêu tên gì cũng được ha, tên Nhanh thì nghe nó gần gũi hơn. Đó, thì địa chỉ của em ở là ở xã Trung Hưng, huyện Cầu Đỏ, thành phố Cần Thơ nha. Đó, em ở tại chợ Trung Hưng nha. Mấy anh chị nào mà mình có nhu cầu mình mua máy cắt cỏ này kia thì cứ điện alo thì em sẽ hướng dẫn cho mình đi lên cửa hàng ha, hoặc là các bạn Zalo em sẽ gửi định vị cho mình đến nơi mua máy nha. Thì trưa nay em Nhanh có lên cho mình một cái lô máy cắt cỏ chữ E kèm hai cây cưa xích 12 máy nha, một cây cưa xích Ryobi tay cục làm kiếm luôn, và một cây Shingu nó đẹp dữ lắm, đẹp nha, tay dài ha, siêu phẩm Nhật quên xài nha. Rồi cái đến là Makita nè, giá con 1.1 cây thôi, nồng 30 ly ha. Makita này 231, nồng 32 ly, giá 1.4 triệu đó. Echo Nhật quên xài ra bóp ghim nha em. Cái đến là Ryobi 26 20 nha, màu vàng rất là đẹp nha em. Rồi cái đến là Maru Yanma 23cc 32 ly nè, áo màu xanh mực, rồi tới áo vàng thì này Maru nữa nha, sắc lớn 231, Mitsu TM 24 chạy chế 2 kim nha em, cực kỳ là đẹp. Rồi Mitsu TL 23 nữa nè, Maru Yanma 260 34 ly nè, Mitsu TL 261 chạy chế 2 kim, đây đỏ tự động nè nha em, rất là nhẹ nổ nha. Đó. Rồi mấy anh chị coi mình xem coi máy nào phù hợp thì mình cứ mạnh dạn chốt đơn đi. Đó, em Nhanh sẽ gửi tới nhà cho mình luôn. Đó, bây giờ số điện thoại để chốt đơn của em Nhanh đây, 0913136620. Đó, số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh Chị. Đó, số này có hỗ trợ tư vấn chốt máy, hỗ trợ kỹ thuật luôn nha. À, máy hư hỏng gì đó thì cứ alo và đặt máy của em Nhanh thì Mai nó điện cho em nha. Máy mua của em Nhanh lượng điện cho em em hỗ trợ không nổi, tại vì mỗi cửa hàng nó sẽ có cái hình thức làm máy nó khác nhau, nhiều khi tư vấn nó không đúng thì nó cũng mất lòng nữa. Rồi em thì em nhận ship hàng toàn quốc nha, trên mọi miền đất nước đó, thì được xem hàng test nổ máy trước khi nhận, tức là hàng tới thì nó được đóng niêm phong đàng hoàng, rồi mấy anh chị tháo hàng ra mình đổ xăng pha nhớt vô rồi mình test nổ máy các thể loại rồi mình đã nhận nha, và nhận hàng trả tiền cho người giao hàng, và đặc biệt là em Nhanh bán hàng uy tín đặt cầu nha. Đó, cho nên em Nhanh không có lấy cọc, không lấy cọc 1.000 nào hết. Rồi anh chị coi máy cho kỹ đi, cây nào phù hợp thì mình sẽ chốt đơn, còn không phù hợp thì mình xem mình theo dõi cũng được đó, hoặc là cứ điện cho em Nhanh để em Nhanh tư vấn cho mình, được thì mua, không được thì thôi ha. Quyền mày đó, được thì mình chốt đơn, còn không được thì thôi, không sao hết nha. Đó, chứ đừng có chốt đơn xong rồi bơm, dùng từ là nó nhục nhã lắm, mà nó mất thời gian lắm em. Mà bây giờ em nghe bơm này em rất là quạo, nhưng mà em nói thôi bơm thì cho về, chứ không giờ mình điện mình nói khách gì giờ. Nhưng mà nhiều khách đó, ví dụ như mình có lòng hảo tâm đó, thì mình điện lại shop mình hỗ trợ tiền phí, hỗ trợ tiền phí tiếp shop thì cũng được, còn không trợ hỗ trợ thì thôi. Đó, bây giờ em sẽ nói nha, là ví dụ như một cây máy cắt cỏ bên em sẽ cho 6 món đi kèm, bao ship tới nhà luôn nha, không lấy cọc mà bao ship nên em thấy em chơi lớn chưa. Đó, bây giờ 6 món của em đây, trời ơi, chắc gì tự lưới hết trơn nhỉ. Đây em cho 6 món của thằng cỏ nha. Rồi 6 món của cắt cỏ, đầu tiên là một cái chán cỏ nè, chán cỏ trên máy không có thì thôi em có làm cho chán cỏ này nha. Rồi một cái lục giác 4 là 2 món, một cái sợi dây đeo ha. Rồi hai cái đầu móc của sợi dây đeo này mình móc vô một chỗ nha mấy anh, là 3 món. Đây cái sợi dây đeo móc vô gì nè, làm sẵn gì cho mấy anh luôn. Tại sao em làm là mấy anh biết rồi đó, có nhiều anh không có biết. Hỏi á, móc một cái gì nè. Một cái móc này. Rồi còn cái móc ở đâu em nha. Dạ còn cái nữa mình móc vô đây, mình móc vô đây giùm em Nhanh nghe. Đó, mình móc vô cái mình quải vô cái cổ ha, mình tùy theo cái độ nó chiều dài tăng đưa như thế nào phù hợp
sợi dây đeo rồi phải không, là ba món rồi. Một cái tiếp mở bugi đầu dao là 4 món, một cái đĩa dài Makita là 5 món, rồi một cái ổ cước có dây cước luôn. Và cái ổ cước của em này nó có 4 chân luôn nghe, phát rất là vững nha. Rồi em nhanh này, 6 món này thông dụng, em nhanh mặc định cho 6 món này. Anh nào không xài đĩa dài hoặc đĩa tròn ổ cước thì mình đổi qua đĩa tròn nè. Ví dụ mấy anh nói là cho anh lấy đĩa tròn ổ cước hoặc đĩa tròn đĩa dài ha. Và đĩa tròn là của em là đĩa zin theo máy về, đĩa của Nhật nha em. Đĩa của Nhật ha, nó sẽ bị sét đôi chút thì em sẽ chà cho nó hết sét. Đó là tổng 6 món. Còn đối với cưa xích thì anh sẽ cho 4 món ha, là một cái dũa tay nè, một vít chỉnh xăng, một cái tiếp mở bugi và một cái bao lam nghiên ha. Em nhanh sẽ cho 4 món này đó. Rồi những cái này em nhanh bán thêm nè, như là bơm nước là em nhanh bán thêm. Cái bơm nước này là cái tu hít bơm nước nha, 150.000 một cái tu hít như thế này. Ví dụ anh nào ở nhà có máy rồi mình mua tu hít thêm thì mấy anh điện Zalo cho em để em tư vấn lấy cái tu hít nào nó phù hợp ha, là phí 30 là 180. Tại vì mỗi cái tu hít á nó sẽ xài găng trong á, găng ngoài, đầu bò, đầu tám, đầu bu lông á, con tán nữa, để em mới biết em kiếm cho nó phù hợp nha. Còn cái này là đồ chà gông nha em. Chà gông này loại lớn 120 ha, loại nhỏ 100, gọi là đồ chà gông riêu, hoặc mấy anh ứng dụng cho phát cỏ nha. Mà cỏ nào mà cái nền đất nó mềm hay cát rồi đó, mấy anh phát cỏ là bứng luôn rễ gốc của nó luôn đó. Và đặc biệt là không có cho cái đầu bò này đi theo nha, cái đầu bò này bên em cho gắn như gì nó cho mấy anh hình dung thôi. Loại nhỏ 100, loại lớn 120. Rồi cái này là gom cỏ nha em anh, gom cỏ này 100.000 cái ha. Rồi cái này là nhớt hay thì nha, nhớt này là em nhanh cũng đang sử dụng đó, em nhanh cũng đang sử dụng rồi, em nhanh cũng bán luôn đó. Sẵn này nhớt này xài chất lượng cho nên em nhanh sẽ chia sẻ cho mấy anh luôn. Nhớt này là nhớt qua tép hai thì, cái này xài được cho máy cưa xích và máy cắt cỏ luôn. Máy cưa xích là mấy anh xài cho nhớt lam luôn cũng ok nha em anh, chỉ có 100.000 bình này 1 lít nha. Mà 1 lít nhớt như vậy mấy anh có thể xài từ 20 đến 25 lít xăng. Đối với cưa xích thì mấy anh pha dùm em 1 lít xăng 70cc nhớt 2 thì ha. Còn đối với cắt cỏ thì 1 lít xăng pha dùm em 40cc nhớt 2 thì. Và em nhanh hướng dẫn cho mình pha như vậy là máy của mình nó sẽ chạy, nó sẽ hơi ra khói một tí xíu nha mấy anh. Nhưng mà bù lại nó mát máy bôi trơn bít tông ha, cho nên mấy anh an tâm đi, không phải nó ra khói nó hư máy đâu, mà nó ra khói là nó mát máy. Cho nên mấy anh chị cứ an tâm mà cứ pha nha, em nhanh chỉ, máy hư em nhanh chịu trách nhiệm 100%. Rồi bây giờ á là em nhanh sẽ vô test máy nổ ha, cho mấy anh chị tham khảo nha. Đây cái đây nè. Cái gửi ha, siêu nhẹ, trọng cái lam dài 3 tấc đó. Ryobi 29A, máy là nòng nó 35 ly nha em anh, công suất là 29cc, sử dụng xích chuột ha, cái lưỡi cắt còn dày đẹp nè. Còn cái cây cưa thì cái lam này lam là lam điêu khắc ha, hay còn gọi là lam kiếm đó, hình nó giống cây kiếm nha, làm Latin nha, quá đẹp. Rồi cái độ chẳng xích thì còn dày giả màng luôn ha. Ryobi tua chạy rất nhanh và lợi xăng ha, bô khói chấm 4 nha em anh. Đây nắp phía sau là nắp nhớt lam, nắp phía trước là nắp xăng pha nhớt ha, le gió nè, vú bơm phụ nè đó. Và những cái con ốc mà trang chỉnh gió chỉnh ranty nó đều còn cái miếng nhựa ở đây nha em anh, rất là xịn sò luôn ha. Máy này còn cực kỳ là đẹp, phù hợp cho mấy anh leo trèo, mé nhánh, tỉa canh đó, rất là gọn ha, gọn về trọng lượng và đặc biệt đó, mình mé nhánh tua rất là nhanh ha. Rồi nó còn giữ ra đồ ra lớn rồi luôn nha em anh. Mã này giá mềm cho mấy anh luôn, E1 35 ly 1.900.000 đồng ha, là mình sở hữu được cây cưa Ryobi ha. Và cái đến là cây Shingu nè. Thank you.
4,4 kg. Lam này 3 tắc 9. Bột, em không có tính xích. Bột thanh còn sao hẻ vậy ta? Còn dữ vậy. Shingu cực, con này còn cực kỳ đẹp nha em anh. Em báo cho em tin mừng là cây này phiên bản nó có trợ lực ha. Áo đỏ ao quá đẹp. Cái công tắc của nó còn cái miếng nhựa luôn nha em anh. Đó, còn miếng nhựa luôn. Rồi giữ ga đầu nữa nè. Bộ khói nè. Cái này là Shingu 323 nha. Cái lam nó nhiều khi mấy anh nhìn chạy chạy không đẹp, chứ cái lam người ta còn cực kỳ xịn nha. Còn chữ Shingu luôn. Cái này nó cũng sử dụng xích chuột ha em anh. Đó. Đầu chặn xích nè. Quá đẹp, quá xịn sò. Lê gió rồi ha, vú bơm phụ. Nắp phía trước là nắp xăng hoa nhớt nha em anh. Nắp phía sau là nắp nhớt lam ha. Ốc mái rồi mấy anh nhìn đi còn vàng khá đẹp ha. Rất là đẹp nữa nè. Tem rồi còn, nói chung là cái này làm cái anh Nhật anh xài cực kỳ kỹ ha. Mà qua tay em mua máy lựa từng con nữa. Đó, mã này thì nó 37 ly, công suất 32cc. Mấy anh chốt mã này thì mã E2 giùm em nhanh, giá 1,9 triệu nha em anh. Và cái đến là em nhanh test máy cắt cỏ ha. Rồi Makita nha mấy anh. Makita quá đẹp. Liền lạc hết ha. Lóc má sáng chân nữa nè. Đó. Sở hữu bộ chế One Pro le đỏ tự động luôn nha. Đóng le nè ha, cái mình lên ra nó nhảy mở le luôn ha. Bộ khói nè, trắng đẹp luôn. Ốc máy nó vàng đẹp chưa, công tắc nha. À, lấp la lấp lánh luôn. Máy này siêu nhẹ nghe em, siêu nhẹ. Nghe dữ ha. Lắp 201 đó. Trắng cỏ, đầu bò gin, đầu bò có ổ cước gin ha luôn ha. Mã này thì mấy anh nào chốt thì chốt cho em nhanh mã E3, nồng 31 ly, giá chỉ có 1,1 triệu đồng thôi. Em nhanh bao ship phụ kiện đầy đủ nha. Đó, máy này chạy rất là khỏe nha em anh. Anh nghe kỹ đi, tua nó rất là nhanh. Đó, bây giờ mình phát cỏ gia đình cho trâu cho bò ăn phù hợp luôn. Rồi Makita 231 nè. Máy đẹp không còn đường nào chơi nè, hết cắm luôn. Makita 231 ha, xịn sò nha. Cái bình xăng này mấy anh nhìn kỹ đi, nó hơi xanh, tức là ở bên Nhật cái anh đang xài nhớt xanh á đó. Đó thì nhìn nó kiểu nó hơi xanh xanh ha, chứ không phải bình xăng người ta cũ đâu nha, nó hơi xanh xanh thôi. Lốc máy nó đẹp nè, con ốc chỗ này mà nó còn vàng 7 màu nữa, anh thấy đẹp chưa. Mình xéo qua cái lốc máy giùm em, quá trời đẹp nha. Bô khói nè, như ngọc trinh luôn đấy. Bắt nè, đó khá là đẹp. Có chân đỏ đỏ đằng xăng luôn ha. Rồi cái này thì nó sử dụng chế rin One Pro le đỏ tự động nha. Là mấy anh đóng e, giật máy cái mình lên ga đó, nó sẽ nhảy mở e, tức là nó tiết kiệm đi một cái bước mình mở e ha. Thì những cái anh nào mà mình xài máy không có sử dụng, không có gành đó, không có chuyên nghiệp đó, hoặc đưa cho mua cho mấy chị lâu lâu mấy chị sử dụng lần đó, hay mấy anh cứ chỉ mấy chị nha. Cái bước đầu tiên vô đổ xăng pha nhớt vô đây, sau đó mình bơm xăng đó, mình bơm xăng, sau đó mình đóng e. Nghe đóng nghe cái mình giật nổ, giật nổ á, máy nó nổ hay không nổ gì cũng vậy ha, mấy anh phải lên ga ăn cái. Đó, nó nổ rồi thì mình lên ga cho nó chạy, còn chưa nổ thì mình giật nữa ha. Như vậy là nó sẽ mở e. Đó, thao tác nó rất là đơn giản nha. Mặt trước mặt sau khá đẹp các bạn, tắt nè. Đó. Cốc cùng nè. Bên em là máy mua lửa ha, cực kỳ đẹp. Cái máy này là xài xuất sắc luôn nè. Đó, láp còn tem thông số luôn. Rồi trắng cỏ còn đất Nhật luôn nha mấy anh.
Đầu bò có chén trống ngon đầu ốc luôn, chén trống quấn cỏ đầy đủ ha, đẹp lừng lạc. Má này chốt dùm cho em nhanh là má E4 nha em anh, 32 ly, 1,4 triệu, quá rẻ chưa, 1.400.000 đồng ha. Cái đó là cái echo chạy như xe sushi bo nè. Echo xanh lá, ủa xin lỗi, echo xanh màu nước biển, quá đẹp, quá thông số rồi luôn nha. Để em anh chụp hình thông số rồi lại ha, quá trời liền lạc, quá đẹp luôn nha em anh. Máy này chạy khỏe mà xịn sò lắm đó, nó xịn sò ở chỗ nào ra bóp zin ha đó, đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha, ra bóp zin ốc cùm nè, tay bóng giận luôn nha, bóng loáng luôn, dội ánh đèn luôn. Nè, 22 ha, echo 22 tôm nhựa nha em ơi. Nè, ốc cùng phía trên cũng như phía dưới nha, cực kỳ đẹp. Đó. Quá đẹp. Phiên bản eco này như anh biết chạy lợi xăng luôn á. Nè. Tem đồng còn ha, trắng cỏ Nhật nè. Đó, đầu bò zin. Đó, có chén chống mòn đầu ốc với mắt in Japan luôn nè anh thấy không? Nhật chính hãng ha. Cái hàng này á là nó chạy chế, là chế này chế ra ngang nha em ơi. Vú ra ngang luôn ha. Đó. Em dọn máy cực kỳ kỹ luôn, anh xài an tâm đi. Mã này chốt cho em nhanh, mã E5 32 ly giá 1,5 triệu nha em anh. Chợ rượu, 1,5 triệu là sở hữu được cái máy xịn sò của Nhật rồi đó. Cái đến là Ryobi 2620 nè. Ryobi 2620 phiên bản là nó có trợ lực nhẹ ha, và nó sử dụng là bộ chế này là bộ chế máy cưa theo máy nha em anh, chế zin đó. Đó mấy anh đóng e đó, giật nổ, giật hai ba cái nổ, không nổ gì mình cũng mở e ha, mở e xong nếu nó nổ rồi thì lên ga, còn chưa nổ thì mình giật hai ba cái nữa thì nó chắc ăn nó sẽ nổ, chứ đừng có để mà giật mỏi tay chì ra tay là điện cho em là do sao tác mấy anh sai thôi, thao tác giật nổ mình sai á. Đây nắp e đâu còn tem đầy đủ, rất là đẹp ha, nắp máy nữa nè, sáng trưng luôn nha em anh, sáng trưng luôn. Có nhiều anh mua máy bên cửa hàng của em khen, rất là khen, hai vợ chồng em làm ăn quá uy tín đó, quá uy tín nè, có sao nói vậy à. Đó, nên là chúc em là mua máy bán đắt ha, khách hàng ngày càng đông ha đó. Tôm liền tôm nhựa nha em anh, tôm liền tôm nhựa hết. Rồi cái này thì ga nó là ga dài nha, tức là khi mà chưa đi em sẽ lấy ga rút, em rút cái này lại ha. Rồi kéo cái này xuống ga nó mới ăn nha em anh. Gọi là ga dài. Đó, vậy là mấy anh lên ga thôi. Đẩy lên là tắt, đẩy xuống là mở ha. Lắp zin hết trơn nha em anh. Đó, lắp zin chắn cỏ đầu bò kia. Rồi đầu bò chắn cỏ nó bị bể rồi mấy anh ơi. Bể miếng rồi, thì nữa em buộc chắn cỏ khác ha. Đầu bò thì có chén chống mòn đầu ốc, chén chống quấn cỏ nha. Đó, đầy đủ hết. Mã này chốt giùm em nhanh là mã đây, gì để anh dễ nhìn, E6 34 ly, 1.500.000 đồng ha. Đó, 1.500.000 đồng. Rồi mình tới E7 nè. Đóng E giật. Maru Yanma KC23cc ha. Cái công suất thì 23cc, nồng nó 32 ly. Cái mẫu này cực kỳ đẹp nha anh. Cái mẫu áo này nè em thấy thứ nhất là đẹp, thứ hai là nó sạch sẽ lắm, chạy khỏi cái máy, khỏi cái đụng hàng với ai chứ. Ốc máy nó trắng đẹp nè, thấy chưa, xuất sắc luôn ha. Bình xăng người ta ghim nè, trắng đẹp, ốc máy nè.
thùng bự đỡ còn đầy đủ ha. Lắp máy xịn sò luôn. Cái máy này thì nó sử dụng bộ chế là bộ chế One Pro 1 kim nha mấy. Hàng này hàng chính hãng nha mấy anh trai. Tâm đi. Đây. Tôm liền tôm nhựa ha. Con đất nằm bên đây. Quá trời đẹp luôn. Ốc cùm nè. Sáng trưng luôn ha. Ốc trên cũng như ốc dưới nha mấy. Đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Cái đầu móc qua đây người ta chưa có xét có gì luôn đó. Ra bóp pin nha. Rồi, nắp pin nè. Trắng cỏ ha, đầu bò zin. Phiên bản này nó zin đầy đủ toàn tập hết. Mã này chốt giùm em nhanh là mã E7 nha mấy anh, 32 ly. Giá chỉ là 1.550.000 thôi là mấy anh sở hữu được một cái máy chạy siêu khỏe, tiết kiệm xăng, ra bóp pin luôn. Rồi cái đó là em nhanh test thêm mẫu Magu Yanma. Màu vàng. Rồi cái máy này phải nói nó đẹp, nó chỉ còn có thiếu có cái thùng thôi nha em anh. Tức là anh bên Nhật anh xài là cái thùng anh dục đó, rồi đưa về đây là mình xài có một lần, một ở bên Nhật lại đưa về đây luôn đó, là nó mới đẹp dữ thần như thế này. Đẹp dữ thần luôn đó mà. Ốc máy trắng sáng nha, bình xăng lớn chưa có một cái vết gì là xấu hết trơn nè, tem đồ còn đầy đủ nha em anh. Đây quá trời cái này nó đẹp mà. Ốc máy trên đây em anh nhìn nè, lấp la lấp lánh luôn. Bộ khóa nó trắng sáng, công tắc nè ma. Đây là những cho anh nào mà hay bấm like đăng ký kênh mới xem được mấy cái máy VIP như thế này nha. Đó. Cái này thì lốc có dập chịu nổi, mát in Japan luôn nha ma. Đó, bình xăng nè. Rồi thùng bự đỡ còn ốc máy nó trắng đẹp. Quá trời cái máy này đẹp. Đó, công tắc lồi luôn nha, công tắc lồi dễ nhắn nha ma. Tum liền tum nhựa, máy này nó cũng sử dụng bộ chế One Pro một kim ngang ngang luôn nha. Ga nó nè. Ga bóp nè. Ga bóp này em thấy nó không thông dụng ha, ga giữ. BC231 nha mấy anh. Trắng cỏ vàng, trắng cỏ còn đất Nhật luôn ha. Đầu bò zin nha mấy anh. Đầu bò có chán chống mòn đỏ, chán chống quăng cỏ nha mấy anh. Đẹp quá đẹp. Mã này chốt giùm em nhanh mã E8. 32 ly. 1.650.000 ha. 1.650.000 là mình sở hữu được cái máy của Nhật chính hãng rồi nha em anh. Đây. Rồi, em chốt E8 giùm em. Rồi, đá cây Mitsubishi TM24 nha em anh. Siêu phẩm Nhật quên xài ha. Đây là một cái mẹo nè, em sẽ chỉ anh chị nha. Ví dụ như mà mình giật máy lên mà mình đóng le, giật hai ba cái nó không nổi gì, giật cái gì ha, mà mình lên ga mình nghe máy nó ì, tức là nó qua xăng chưa kịp. Mấy anh đóng le giùm em, mấy anh chị đóng le giùm em ha. Vẫn đẩy ga như vậy nha, đóng le xong khoảng 3-4 giây sau mình đẩy mở le cái là nó chạy ngọt ngào à. Đó. Mitsubishi TM24 ha. Công tắc nó nằm phía trước đầu máy nha, để xuống là tắt, để lên là mở nha. Đó, thương hiệu Mitsubishi, máy này cực kỳ rẻ nha, và đây cũng là một siêu phẩm Nhật quên xài luôn nha mấy anh chị. Chạy chế hay kim chế zin của nó luôn nha, cực kỳ là lợi xăng và cực kỳ là khỏe luôn. Bô khói nè, lốc máy đồ cực kỳ là đẹp. Đó, đây nội mà những cái tôm là thấy uy tín rồi đó. Nước sừng zin nha mấy anh, tôm của Mitsubishi ốc máy nó trắng đẹp, có chân chống bờ đỡ bình xăng luôn ha. Dùm em nhanh nha, vũ lắm đẹp ở đây em nhìn mà còn gì mấy anh nhận hàng đồng tiền bắt gạo nha em. Đó, lóc có dập chữ nổi mát in Japan ha. Đó, mấy anh tới chỗ nhận xem like sao thì nhận hàng y vậy, mấy anh chị an tâm ha. Máy này ngoài chức năng cắt cỏ, mấy anh có thể tháo rời đầu máy ra mình đấu xịt thuốc được ha, hoặc là mình bơm nước được ok hết đó.
hai ta đôi lớn ra giữ theo máy nha. Đây lá pin nè, trắng cỏ dinh ha, bị chuột cắn hết miếng rồi. Nữa hàng đi em bù thêm cái trắng cỏ mới cho mình nha. Đó, đầu bò dinh có chén chống mòn đầu óc bự chà bá luôn nữa nè, đẹp liền lạc hết ha. Rồi bây giờ mình chốt giá máy này dùm em, mã là chốt E9 nha mấy anh chị, 32 ly, 1.650.000 nha. Đó, quý cô bác anh chị thì mình có chốt đơn mã này thì mình chốt ha, nó nhiều công dụng chức năng đó. Về là đấu cho mình xịt thuốc là bắt vô cái một ha. Đó, anh nào chị nào muốn lấy cái máy này bỏ cái lắp lại thì nói bên em báo giá luôn ha. Rồi cái em mời anh ơi, đang like mà khách điện tư vấn máy em à. Cái chị nó hơi chặt cái đó chút, thời gian quá. Mitsubishi TNL23, nòng 31 ly, công suất là 23cc ha. Đó, chạy chế 2 kim One Pro nha, chế 2 kim One Pro tiết kiệm xăng, móc máy nó cực kỳ đẹp, bình xăng lớn ha, nó là bình xăng zin nha em ạ. Mà dạng như bán người ta xài nhớt xăng, người ta không có đổ ra ngoài để gì, nó nhìn nó hơi tối màu thôi. Bình xăng zin đó, không, nếu mà mình thay bình xăng mới thì nó đẹp hơn, nhưng mà nó không còn zin nữa. Cái máy cực kỳ là sáng luôn đó. Lóc có dập chịu nổi, mắt in Japan rồi luôn ha. Có chân chống bỡ đỡ bình xăng nè, chạy là chạy tum nhôm tum gầy 260 nha. Đó, máy này thì mấy anh có tính năng thêm là mình đấu xịt thuốc được luôn ha, để nguyên như việc cắt cỏ được, tháo đầu rời cái đấu xịt thuốc. Tại vì đấu xịt thuốc thì miền Tây em mới biết nhiều chứ, đó, miền Trung miền Bắc thì cũng ít có cái vấn đề đấu xịt thuốc ha. Đó, ra giữ nè, không chắc được, trên tay cầm luôn nha. À, máy này mà xài trắng cỏ Hitachi ha. Ô mà trắng cỏ nào không quan trọng, gắn vừa thì thôi nha em ơi. Đầu bò zin ha. Rồi, mã này chốt giùm em nhanh là mã E10 31 ly giá 1.700.000 đồng ha. Cái xu mà có 1.700.000 dễ sử dụng nha em nha. Rồi tới thằng Maru Yanma 26 nè. Genty nổ cực kỳ là đã luôn nha, cực kỳ là giòn luôn ha. Ốc máy trắng quá đẹp nha em ơi. Áo máy nè, trắng phiếu luôn. Bô khói nè. Đó. Em quay kỹ chi tiết cho mình xem từ ly từ tí luôn. Ốc máy nè, hàng lửa siêu whip nha em ơi. Khung bờ đỡ còn dày dặn luôn. Đó, lốc có dập chữ nổi là Made in Japan luôn ha. Cái này thì nó cũng sử dụng bộ chế là One Pro nha em ơi. Quanh bờ một kim ha, tôm liền tôm nhựa nha, công tắc thì nằm trên đầu máy đó, tôm liền tôm nhựa luôn, móc qua đeo nè, ga giữ nha, xin lỗi ga bóp nha, ga bóp, ốc cùm đẹp ha, trên cũng như dưới nha em ha, ga bóp viên luôn, áp nó nè, còn chữ Maru Yanma 26cc ha. Trắng cỏ đầu bò zin nha. Đây đầu bò có dập chữ Made in Japan. NK ghê luôn. NK Made in Japan. Đầu bò thì có chén chống mòn đỏ, chén chống quấn cỏ ha. Rồi mã này thì chốt cho em nhanh mã E11 34 ly giá 1.800.000 nha em ơi. 1.800 là sở hữu được cây Magu đẹp xịn sò, chạy lợi xăng mà siêu khỏe luôn. Rồi cuối cùng bên em là Mitsubishi 261. Mitsubishi TNL 261 ha. Cái anti nó hơi nhỏ.
chế 2 kim e đỏ tự động nha mấy. Đó, đóng e là mình lên ga là nó nhảy mở e nè. Đấy, xịn sò luôn ha. Lốc máy nó đẹp. 261 này phiên bản này nó có trợ lực nha, giật siêu nhẹ ha. Bình xăng zin người ta nè, đẹp liền lạc luôn nha mấy. Lốc cũng có dập chịu nổi, made in Japan ha. Này là đời lý xô là thằng này nó siêu whip rồi. Đó, cực kỳ whip rồi, vô khói nè. Có thông số nữa nè nghe mấy. 261 ha. Quá trời quá đất đẹp. Đó, chạy về chạy. Anh này. Chạy tôm nhôm tôm gầy 260 ha. Đó, máy này sở hữu tôm nhôm tôm gầy 260 công tắc. Đấu xịt thuốc hay là cắt cỏ gì đó vô tư nghe mấy. Bơm nước luôn. Ga dữ ha. Lắp bán tĩnh điện màu hồng nha. Chán cỏ zin ha. Ai đầu bò zin, đầu bò cũng có dập chữ mắt in Japan luôn nha mấy. Đó, chén chống mòn đỏ, chén chống quán cỏ rồi luôn nha. Đó. Rồi, mã này chốt giùm em nhanh là mã E12 33 ly, 2.600.000 đồng ha. 2.600.000 đồng. Đó, Mitsu. Rồi, chào và hẹn gặp lại mấy anh nha, tạm biệt.